Bây giờ thì xin mời Vân Miu, bạn hãy nhận xét phần trình bày của chị Khánh Phan ngày hôm nay như thế nào? Bản thân em thì em thấy cái phần make up của chị Khánh Phan làm cho bạn mẫu rất là đẹp, cũng rất là hợp. Vì bạn mẫu là một bạn gái có khuôn mặt rất là xinh và một cái nét rất là Á Đông, cho nên là những cái tông màu rất là cam đào như thế này lên trên gương mặt của bạn rất là phù hợp. Và thực sự là nếu như mà chị Khánh Phan là một nhiếp ảnh thì có thể là cái con mắt nghệ thuật của chị cũng có, cho nên là em thấy là chị làm rất là tốt. Chỉ có điều là nếu như mà mình có thời gian thêm thì cái phần đầu lông mày thì nên gần vào nhau một xíu nữa, vì hai cái phần đầu lông mày vẫn hơi xa nhau một chút. Với điều nha Sam thấy đó nha, đó chính là Vân Miu đã cố tình son cái son môi dành cho bạn này theo cái dạng là giống như là ombre đó, đúng không? Yeah. Cho cái kiểu là cho cái môi của bạn sẽ trông là dày hơn, trông gợi cảm hơn và xinh xắn hơn. Em biết là chị Khánh Phan là một người chuyên gia cho về nhiếp ảnh. Tuy nhiên là đến đây thì mình sẽ thử thách nhỏ nhỏ một chút xíu bằng việc là mình sẽ make up chỉ với 3 món thôi, nhưng mà mình sẽ làm trong 5 phút và mình sẽ make up ở trên bạn model. Trời đúng ơi. Chị? Chị ơi, em lo cho chị quá. Bình thường ở nhà thì chị Khánh Phan có thường xuyên make up không ạ? Khi mà nhận thử thách này thì Khánh Phan thực sự rất là bất ngờ, rất là hồi hộp. Ở bên căn phòng cũ thì Khánh Phan rất là tự tin, nhưng mà sang bên đây thì bắt đầu run rồi. Bởi vì bình thường Khánh Phan rất là ít khi make up. Khánh Phan chỉ có đánh son và cái chân mày thôi, chứ còn make up trên một model thì thực sự là Khánh Phan rất là, cảm thấy rất là run. Nếu mà hôm nay mà Khánh Phan có biến đổi bạn model này thành một người mà nhìn thực sự khác lạ thì mong bạn cũng thông cảm. Thấy lo cho bạn quá bạn ơi. Vâng, và bây giờ á thì chị Khánh Phan cũng như là Vân Miu nhớ nha, là chúng ta chỉ có 5 phút để có thể hoàn chỉnh tác phẩm nghệ thuật của mình. Đạo cụ thì nó cũng sơ sài, nhà em cây nhà lá giường chưa có gì đủ hết, cho nên là chúng tôi chỉ có một cây son nè, một chai đánh nền nè, và tiếp theo đó chính là một cái cây chì kẻ lông mày. Chỉ đơn giản là vậy thôi, nhưng mà hy vọng á là Vân Miu và cả chị Khánh Phan sẽ hoàn thành được gương mặt thật xinh đẹp cho các bạn người mẫu nha. Thời gian dành cho chúng ta vượt qua thử thách bắt đầu. Rồi, vô làm liền chị ơi. Đúng rồi, mình đánh nền trước. Để em qua bên kia em học coi bên kia làm gì, em qua em nói chị nghe. Đánh nền chị, đánh nền chị. Em hãy tin chị nha. Em phải nội gián cho chị liền chứ, tại vì bên đây người ta quá chuyên nghiệp rồi. Cố lên nha chị ơi. Già đẹp sẵn rồi. Hiện tại thì em thấy là Vân Miu đánh nền chuyên nghiệp lắm chị ơi. Cái cách mà dặm bông cũng khác chị nữa. Thời gian của chúng ta thì chỉ có 5 phút thôi nha, cho nên là hy vọng là hai khách mời của chúng ta sẽ tranh thủ thời gian này để hoàn thành được tác phẩm của ngày hôm nay. Qua bước khác chưa chị? Bên kia vẫn còn đang nền chị. Mình chỉ có một cây son thôi. Chị hình như là ngay cái chỗ mắt này đánh luôn, không cho nó trắng đều đều. Chứ để mắt đánh nền mà quên đánh hai con mắt, đen thui. Bé nó đẹp sẵn rồi. Chị ơi, bên kia người ta qua bước khác rồi nha chị. Vân Miu người ta qua tới chân mày rồi chị ơi. Thời gian 2 phút đã trôi qua rồi, chúng ta chỉ còn 3 phút nữa thôi nha. Em nghĩ là cứ quết đi chị, xong rồi mình lấy. Ủa chị vẽ chân mày bé hơi bị méo không chị? Xong mà nó đi lên quá vậy nè. Bé này chân mày không có đuôi. Dạ, anh chỉ vẽ cái đuôi thôi. Tại bé chân mày đẹp sẵn rồi. May với chị là bé ngày hôm nay cái khuôn chân mày á rất là dễ vẽ vì có khuôn sẵn rồi. Dạ 3 phút trôi qua rồi mọi người ơi, chúng ta còn 2 phút nữa nha. Bên kia cái khuôn chân mày người ta đẹp lắm. Mình không biết vẽ. Hai khách mời của chúng ta đã ứng biến bằng cách á là chúng ta sử dụng son để có thể làm má hồng. Đây là một cái chiêu mà phải nói rất là hay, đúng không nào? Trong những cái trường hợp mà bất khả kháng á thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái chiêu này nha các bạn khán giả. Chị lỡ rồi đánh màu mắt luôn không? Cái màu hồng để màu mắt không? Có. Lấy cái chân mày này không biết vẽ cái đuôi mắt được không? Hiện tại chúng ta chỉ còn một phút duy nhất để hoàn thành thử thách này thôi. Hy vọng là chị Khánh Phan và Vân Miu của chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ nhanh nhất có thể nha. Rồi xong rồi. Ủa ai mới nói xong rồi? Em. Ủa? Chị ơi người ta xong rồi chị ơi. Còn hiện tại bây giờ thì Vân Miu đã hoàn thành xong thử thách rồi.
chưa cần hết thời gian. Còn chị Khánh Phan thì là đang trong những bước tô vẽ cuối cùng. 10 giây cuối. 9, 8, 7, 6. Có chỉnh gì không chị? Chỉnh gì nha. Đuôi chân mày nha. 5, 4, 3, 2, 1. Và hết giờ. Xin mời chị Khánh Phan qua đây cùng với em nghe. Thưa quý vị, và thời gian thực hiện thử thách đã hết. Em xin mời các anh quay phim hãy zoom nhẹ vào hai gương mặt nhỏ xinh, hai cô gái của chúng ta để cho các bạn khán giả có thể chiêm ngưỡng và nhận xét nha. Bây giờ thì xin mời Vân Miêu, bạn hãy nhận xét phần trình bày của chị Khánh Phan ngày hôm nay như thế nào. Bản thân em thì em thấy cái phần makeup của chị Khánh Phan làm cho bạn mẫu rất là đẹp, cũng rất là hợp. Vì bạn mẫu là một bạn gái có khuôn mặt rất là xinh và một cái nét rất là Á Đông. Cho nên là những cái tông màu rất là cam đào như thế này lên trên gương mặt của bạn rất là phù hợp. Và thực sự là nếu như mà chị Khánh Phan là một nhiếp ảnh thì có thể là cái con mắt nghệ thuật của chị cũng có. Cho nên là em thấy là chị làm rất là tốt. Chỉ có điều là nếu như mà mình có thời gian thêm thì cái phần đầu lông mày thì nên gần vào nhau một xíu nữa. Vì hai cái phần đầu lông mày vẫn hơi xa nhau một chút. Đúng rồi. Nhưng mà đó là bài của chị Khánh Phan thôi. Còn cái bài của em thấy là nó cũng chưa đâu vào đâu hết. Không, nhưng mà để coi. Phải nói là bài của Vân Miêu thì chưa cần hết thời gian, nhưng mà bạn đã hoàn chỉnh hết tất cả các bước rồi. Một cái điều nha Sam thấy đó nha, đó chính là Vân Miêu đã cố tình son cái son môi dành cho bạn này theo cái dạng là giống như là ombre đó, đúng không? Yeah. Cho cái kiểu là cho cái môi của bạn sẽ trông là dày hơn, trông gợi cảm hơn và xinh xắn hơn. Còn chị Khánh Phan thì là ụp nguyên cái son lên thôi chứ cũng chưa biết ombre. Do đó thưa quý vị, như vậy là trong cái thử thách này thì phần thắng của chúng ta rõ ràng nghiêng về Vân Miêu. Xin chúc mừng bạn. Vân Miêu ơi, có thể chia sẻ những cái tip nhỏ để có thể make up như thế nào để cho nhanh nhất cũng như là tiết kiệm thời gian nhất dành cho các bạn khán giả không ạ? Thì thời buổi hiện đại ngày nay thì chị em nào cũng sẽ muốn mình xinh đẹp hơn và tự tin hơn trước khi mà ra đường. Thì những cái bước rất là cơ bản chính là thứ nhất là phải có chân mày. Không thể nào ra đường không có chân đúng mày nữa không chị? Đúng vậy các bạn ạ. Trông nó rất là kỳ luôn á. Đừng bao giờ đưa tôi ra ngoài đường mà chưa vẽ chân mày hết nha. Rồi cái thứ hai nữa là cái phần nền của mình thì cần phải đều màu da hơn một chút. Như trong thời gian vừa nãy, thời gian quá gấp rút thì chị Sam cũng có thể thấy là lớp nền của mình nó không phải là hoàn thiện lắm, nhưng mà nó sẽ bớt đi phần nào những cái phần vết thâm hoặc là những cái phần nào đó mà chưa đều màu trên da, thì tất nhiên là mình cần phải có một cái sản phẩm nền. Cái sản phẩm tiếp theo mình không thể nào thiếu đó chính là son, đúng không ạ? Một cái màu son lên môi sẽ giúp cho cái gương mặt của mình trở nên tươi tắn rất là nhiều và trông nó sẽ có sức sống hơn hẳn. Nên đó là ba cái sản phẩm mà em nghĩ là bắt buộc là phải chị em phải có khi mà ra đường. Phải nói là cái tiếp ngày hôm nay các bạn khán giả Sam nghĩ là con gái của chúng ta sẽ rất là trân quý, bởi vì tuy là một cái tiếp mà phải nói là vô cùng quen thuộc mà chúng ta nhắc đi nhắc lại nhưng lại vô cùng cần thiết đối với cuộc sống của con gái chúng mình. Chắc hẳn rằng là ai cũng sẽ từng rơi vào một cái trường hợp là gấp rút mà cần phải 5 phút để có thể chuẩn bị cho mình một cái gương mặt mà nó tươi tắn hơn xíu. Đặc biệt đó là khi mà bạn trai qua nhà rửa đón đi chơi đột xuất. Đó thì chỉ với 5 phút thôi, thì hy vọng là với tiếp ngày hôm nay chúng ta cũng có thể sở hữu được cho mình một gương mặt thật tươi tắn để có thể dạo phố cùng với người ấy của mình nha.